Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Nhằm bảo đảm phục vụ tối đa nhu cầu của người dân, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cơ quan chức năng, các đơn vị doanh nghiệp vận tải trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch vận chuyển hành khách. Đến nay, các đơn vị đã sẵn sàng phương tiện để đưa người dân, công nhân lao động về quê đón Tết đảm bảo an toàn và thông suốt. Những ngày này, lưu lượng hành khách tại bến xe thành phố Điện Biên Phủ có chiều hướng gia tăng hơn những ngày thường. Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Ban Quản lý Bến xe khách tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án tốt nhất nhằm giải tỏa khách trong thời gian cao điểm. Trên cơ sở đăng ký của các đơn vị vận tải, bến xe bố trí xây dựng kế hoạch huy động tối đa phương tiện phục vụ khách dịp Tết. Trong những ngày cao điểm, lượng khách tăng cao sẽ bố trí xe dự phòng, tăng cường chạy thêm chuyến, đáp ứng nhu cầu của hành khách. Cùng với đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 âm lịch, các bến xe đã tổ chức bán vé cho hành khách kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc bán vé, thực hiện nghiêm túc niêm yết công khai giá vé tại nơi bán và trên phương tiện vận tải theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách dịp trước, trong và sau Tết. Để có các phương án tốt nhất, mục đích nhằm giải tỏa khách trong thời gian cao điểm phục vụ khách đi lại, Ban Quản lý Bến xe cùng các đơn vị vận tải đã xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện phục vụ khách để giải tỏa khách tốt nhất khi có nhu cầu hành đường biển tại bến xe. Để đảm bảo quyền lợi của hành khách đi xe, Ban Quản lý Bến xe đã tập trung chỉ đạo tất cả các bến bán vé phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán là bán vé từ ngày 1 tháng 12 âm lịch như hàng năm. Và tất cả các bến xe thì đều được lực lượng của bến xe bảo vệ và các lực lượng chức năng phối hợp để mà kiểm soát tất cả lực lượng trong bến xe là không có các cò khách vào trong bến để làm việc, mà chỉ có hành khách vào bến mua vé theo nhu cầu. Bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị doanh nghiệp vận tải hành khách đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí điều chuyển phương tiện, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ đầy đủ theo quy định. Với tinh thần chủ động, hiện nay các nhà xe doanh nghiệp vận tải đã sẵn sàng vận chuyển hành khách về quê ăn Tết. Nhà xe Khánh Toàn chúng tôi là nếu mà đến ngày dịp lễ dịp Tết mà có tăng lượng khách lên thì nhà xe sẽ xin là để tăng chuyến để phục vụ cho bà con về ăn Tết trong cái dịp lễ Tết là một cách an toàn nhất ạ. Nhà xe Khánh Toàn phục vụ chu đáo là cam kết là không chở quá số người quy định và đưa bà con về ăn Tết một cách an toàn nhất ạ. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, tổ chức tốt công tác vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa được thông suốt, an toàn trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra sở phối hợp với lực lượng liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, khu vực có nhiều phương tiện lưu thông. Đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải gây mất trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi cũng triển khai thực hiện đầu tiên cái kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Sở Giao thông Vận tải. Sau đó thì chúng tôi triển khai các cái kế hoạch cụ thể của thanh tra và các cái kế hoạch phối hợp với lại các phòng ban đơn vị có liên quan, các lực lượng chức năng để tăng cường cái lực lượng cũng như là cái thời gian làm việc trong ngày, đặc biệt là vào những cái giờ cao điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông về vận tải, về hành lang, đảm bảo cho giao thông thông thoáng trong các cái dịp cao điểm. Với quan điểm xuyên suốt là không để hành khách không có xe về quê đón Tết, không chở quá số người quy định, tăng giá vé vào dịp Tết, đặc biệt dưới sự kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng, các đơn vị vận tải đã nâng cao ý thức chấp hành các yêu cầu quy định trong vận tải, như niêm yết công khai giá vé, tuân thủ nghiêm các quy định về tốc độ, chở quá số người quy định. Cùng với đó, các nhà xe, đơn vị vận tải cũng chủ động trong công tác kiểm tra phương tiện sao cho bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, từ đó giúp hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn giao thông cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách. Trước khi xe rời bến thì cũng làm hoàn tất các thủ tục như là kiểm tra xe an toàn trước khi đi, rồi ở bến phải đóng dấu đóng lệnh trước khi xuất bến, và hành khách lên xe thì mình nên nhắc nhở khách là nên tuân thủ các cái biện pháp như là chở đúng đủ số người quy định và
nhân dịp Tết thì hợp tác xã Tân Thanh là cũng luôn luôn là nhắc nhở các lái xe là luôn đi đứng an toàn và đảm bảo cho dịp Tết năm 2024 được tốt đẹp. Công tác vận tải hành khách bảo đảm an toàn, thông suốt có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hành trình trở về nhà của mỗi người khi Tết đến xuân về. Cũng như mọi năm, dự báo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm nay, lượng hành khách cũng sẽ tăng đột biến. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của các cấp ngành và các đơn vị kinh doanh vận tải, tất cả hành khách sẽ không gặp phải tình trạng nhỡ xe, lỡ tuyến hay bị nhà xe chèn ép tăng giá vé. Qua đó, mang lại cho mỗi người, mỗi gia đình một cái Tết cổ truyền thêm phần trọn vẹn hơn.